Hi, welcome back to my channel. Start to get it go, okay? Let's go. Zombie. So far, mình sẽ xem chuyển sang từ cái thứ hai, Silver Body RCC. Let's go. To Sutter. Oh my God. So there he is, huh? Hey,
and got you a nice little place. This is it, Tony. Take me to my place. Let's go. Apartments cost money, Tony. So, Vincenzo tells me you're too chicken shit to work your patch. Hey, man. Oh, man. I don't feel too good. I think I might have to pee, bitch. Thank you.
Okay, Vlad, good to chow. Let go. Go down by CD. Ah, well, I hope you're having a good time. What is this? You looking at? You better start talking. Hey, let's go. Make me, you prick. Wait, come on, do it, inshallah. Oh my God! Wow. Wow, tiếp tục. This way. Sau đó thì các bạn sẽ lên chiếc xe này. Was that my fault? Và đi đến địa điểm tiếp theo. One thing you gotta realize about. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ đó. Rồi theo bà. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Place right here. Let's get off the street and find the danger close. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's head over there.
go around the back and use the service door. Let's go. Sidra, Rexy Chu, let go.
Let's go. Bị đơ luôn. Mình sẽ vào lại xem như thế nào. Ok. Không biết tầm này có thể vào được game không. Mình thấy nó quay hơi lâu. Từ game này lúc vào rất là nhanh, còn có lúc thì rất khó vào luôn. Không biết lý do gì. Nhưng đây là một trong những tựa game chơi khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Có thể lần này không vào được rồi. Mình sẽ thử lại một lần nữa. Không vào được rồi. Ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.